Xin chào tất cả các bạn, mình là Mika. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với M2 Du Channel. Và hôm nay bên M2 Du Store đã giới thiệu cho mình một cái sản phẩm mà mình cũng muốn giới thiệu tới các bạn, đó chính là dòng sản phẩm KMC, một bài dòng Silky Premium Matte. Chúng ta hãy cùng nhìn qua cái phần bao bì của sản phẩm. Ở đây là chữ KMC của nhà sản xuất. Ở đây là dòng Silky. Mình có thấy ở M2 Du Store trước đây có bán vài loại bột bài của KMC, nhưng mà cái dòng Silky này thì mình mới thấy lần đầu tiên. Vì cái chữ Silky này dịch ra tiếng Việt là mềm mại như lụa, thì chắc ở đây người ta nói là cái bột bài này thì sẽ cầm mềm mại như lụa, mình không biết sao nữa. Ở đây là có tem dán của M2 Du To. Còn ở đây là ghi kích thước của bột bài 66x99mm standard size. Bạn nào mà chơi Pokemon thì sẽ bọc vừa cái bột bài này. Còn bạn nào mà chơi Yugi thì cái này thích hợp bọc hai lớp 50 BCS. Này có nghĩa là một cái bột bài này chỉ có 50 cái ở trong một cái sản phẩm thôi. Hơi ít đối với mình, tại vì mình chơi Yu-Gi-Oh là nhiều. Mà một bộ bài Yu-Gi-Oh thì mình có 40 kẹt trong main deck, cộng thêm 15 lá trong extra deck và 15 lá nữa trong side deck. Tổng cộng thì mình cần tới 70 cái Silly này lần. Mà trong đây nó chỉ có 50 cái, chắc mình phải mua hai bọc này để mà xài quá. Chúng ta hãy cùng nhìn ra mặt đằng sau. Ở đằng sau thì mình thấy ở đây có ghi là thông tin của sản phẩm. Nó ghi là cái bộ bài dòng Silky này mượt và tạo cảm giác thoải mái khi cầm trên tay. Điều này làm cho cái cảm giác mà khi các bạn xào bạ lên á thì nó sẽ dễ dàng và cảm thấy êm tai hơn. Và xin hãy dùng cái bộ bài này cho các giải đấu. Mình thì chắc mình không có tham gia giải đấu nhiều, cho nên mình chỉ bọc bộ bài của mình thôi, làm tại Nhật Bản. Silky Lu, bộ bài màu xanh. Thì mình sẽ bắt đầu mở cái bộ bài này ra. Mình sẽ bắt đầu mở bộ bài này. Bài này bọc hai lớp là cẩn thận. Mình sẽ bắt đầu xé lớp thứ hai. Cảm giác ban đầu của mình cầm thì nó rất là trơn láng và mịn. Nó không có nhám như là mấy cái bọc bài mà Ultra mà mình hay cầm. Và cái cảm giác mà sạch sạch bột bài như vậy nó cũng rất là thích. Các bạn thử nhìn đi, rất là bóng, mượt như lụa. Mình cảm giác khi mà mình dơ qua các bột bài thì rất là trơn nhé. Và bây giờ mình sẽ bỏ các lá bài vô của bột bài sẵn của mình vô cái bột bài này để xem thử thế nào. À rồi, ok, sau khoảng 5 phút thì mình đã bỏ hết man deck của mình vào trong cái ly này. Thì cảm giác của mình khi mà bỏ vô thì nó rất là mượt. Nó không có bị nhám nhám như cái bột bài của Uchiro. Bỏ vô rất là dễ. Các bạn có thể thấy đút vô rất là dễ, rút ra cũng dễ nữa. Thường á, thì khi mà các bạn chơi các cái bột bài khác á, thì mình để là Uchiro gẹo Gula, khi mà các bạn lấy bài ra thì nó sẽ bị dễ bị cong ngay góc này, rất là khó lấy, mà lấy ra thì sẽ bị dễ bị cong cái góc này, dễ dẫn đến hư bài của mình. Vậy mình thấy cái bọc bài này cũng rất là ok. Và rồi mình sẽ bắt đầu xào thử. Rất là mượt nha các bạn. Thì có thể nhiều bạn nói là mình không thích mượt, mình thích nhám nhám cái kia thì cũng đúng. Cái này tùy người thôi, nhưng mà mình cũng rất là mượt. Mượt vậy thì dễ, rất dễ để xào bài. Chẻ bài cũng rất tốt nữa. Rất là tuyệt vời. Thế là đã kết thúc bằng video review sản phẩm bột bài KMC Silky Tanasai của mình. Thì theo mình cảm nhận, cái bột bài này giá khá là tốt khi chỉ có 109.000 đồng, rất dễ xào cho các bạn nào thích sự mượt mà, không giống như loại nhám mà của Uchiha đồ Gekula đồng giá tiền.
Vì vậy nếu lựa chọn giữa Regula và cái dòng siêu kia này thì mình chắc chắn mình sẽ mua một cái loại dòng siêu kia này. Nhưng mà điểm yếu của nó là nó chỉ có 50 cái cho một bắc này thôi. Nếu như mà mình mua một cái như vậy thì chỉ vừa đủ để mà bọc cái bộ bài man chính của mình là 40 lá mà thôi. Tại vì như mình nói lúc nãy rồi, man deck của mình là 40 lá, vì vậy chỉ còn dư ra 10 cái silly thôi, không đủ để bọc extra deck của mình. Có lẽ mình sẽ mua hai cái bọc này để mà bọc vừa cái bộ bài của mình quá. Và cái bọc bài siêu kia này đang được bán trên website M2 Deal Store với giá là 109.000 đồng. Nếu các bạn có câu hỏi gì thì hãy để ở bên dưới phần bình luận nhé. Bye.